Chào các bạn đã đến với bản tin Covid Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 19 tháng Giêng đến 17 giờ ngày 20 tháng Giêng năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 37 ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR, tăng 7 ca so với ngày hôm qua. Nâng số ca mắc Covid-19 qua xét nghiệm RT-PCR lên 35.133 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 47 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 80,5%, nâng số ca được điều trị khỏi lên 28.229 ca. Trong ngày hôm nay cũng ghi nhận 9 ca tử vong, nâng số ca tử vong tỉnh Tiền Giang lên 1.142 ca. Trong ngày hôm nay có 3 trên 11 địa phương của tỉnh Tiền Giang ghi nhận ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm RT-PCR. Trong đó, thành phố Mỹ Tho 15 ca, có 7 ca ngoài cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly. Chi tiết các ca mắc Covid-19 trong ngày như sau: phường 4 2 ca, phường 10 2 ca, phường 3 1 ca, phường 9 3 ca, Mỹ Phong 4 ca, xã Tân Mỹ Chánh 2 ca và xã Đạo Thạnh 1 ca. Thị xã Gò Công hôm nay ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 4 ca ngoài cộng đồng, 9 ca trong khu cách ly. Chi tiết các ca mắc trong ngày như sau: phường 1 3 ca, phường 2 2 ca, phường 3 1 ca, phường 4 1 ca, xã Bình Xuân 3 ca, xã Long Chánh 1 ca và xã Long Hưng 2 ca. Huyện Gò Công Đông hôm nay ghi nhận 9 ca mắc Covid-19 mới trong khu cách ly, trong đó xã Gia Thuận 1 ca, xã Kiến Phước 1 ca, xã Phước Trung 1 ca, xã Tân Phước 5 ca và xã Tân Thành 1 ca. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, 26 ca mắc trong khu cách ly, 318 ca test nhanh dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 63 ca, huyện Châu Thành 70 ca, huyện Cái Bè 24 ca, thị xã Gò Công 8 ca, huyện Chợ Gạo 23 ca, thị xã Cai Lậy 23 ca, huyện Gò Công Đông 19 ca, huyện Cai Lậy 54 ca, huyện Tân Phước 12 ca, huyện Gò Công Tây và huyện Tân Phú Đông mỗi nơi ghi nhận 11 ca. Tỉnh Tiền Giang vừa ký quyết định 115 công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng Giêng năm 2022 như sau. Tỉnh Tiền Giang tiếp tục duy trì vùng xanh ở cấp độ 1, tức vùng bình thường mới. Trong tuần đã tăng thêm thành phố Mỹ Tho là đơn vị cấp huyện từ vùng vàng chuyển sang vùng xanh. Chỉ có duy nhất một đơn vị cấp huyện ở cấp độ 2 là huyện Châu Thành, nguy cơ trung bình. Tỉnh Tiền Giang hiện không còn đơn vị cấp huyện nào thuộc cấp độ 3, khu vực nguy cơ cao. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 19 tháng Giêng đến 16 giờ ngày 20 tháng Giêng, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19, Việt Nam ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó có 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước, tăng 707 ca so với ngày hôm qua. Tại 63 tỉnh thành phố có 11.796 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 2.884 ca, Đà Nẵng 983 ca, Hải Phòng 722 ca, Bến Tre 614 ca, Khánh Hòa 579 ca, Hưng Yên 565 ca, Bình Định 521 ca, Quảng Ngãi 513 ca, Thanh Hóa 497 ca và Bình Phước 462 ca. Với 37 ca mắc Covid-19, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 59 trong số 63 tỉnh thành phố có ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin Covid-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.